Rồi chào mọi người nhé, tôi lại tiếp tục lên Hồng Ngọc Mai nhé. Đó, Hồng Ngọc Mai thì cứ đều đều là có loại to khủng vật vã này thì là 300 cặp bao ship. Đó, thì mọi người ủng hộ cây nào thì mọi người cứ kết bạn Zalo. Đó, hàng Hồng Ngọc Mai thì ok nhiều. Đó. Đây, thoải mái cho mọi người lựa chọn đủ đủ dáng đủ thế nhá. Đó. 300 một cặp. Còn có loại 200 một cặp cũng có, mà loại 150 một cặp cũng có, nhưng mà cái dòng là tôi quay là cái quay cái to nhất. Và mọi người mua cây nhỏ thì mọi người cứ cứ bình luận là cái loại nào đấy, hoặc là kết bạn Zalo là mua cái cặp nhỏ, cứ bảo bạn để gửi cho tôi cặp 200 thì tôi sẽ nhặt cho cái cặp 200, 200 thì nó sẽ nhỏ hơn. Và 150 nó có, còn cái cây 10.000 cũng có. Đấy. Tức là 10k. Chung sam núi cũng có. Đó, sam núi cũng có nhé, nhưng mà chủ yếu là Hồng Ngọc Mai. Đây. Hồng Ngọc Mai thì mọi người cứ lấy thì cứ mua giống cũng có. Đây. Hồng Ngọc Mai. Đó. Hồng Ngọc Mai đổ gió. Lại gà nó rơi. Đó. Đây, cái loại như này đẹp nhỏ 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 xinh xinh này 150 cặp là tôi cũng bán là ok. Đó, nhiều. Thoải mái cho mọi người chọn nhé. Rồi hẹn là mọi người clip sau nhé. Cái thằng Hồng Ngọc Mai này thì nó ra hoa xong nó ra trái, nhưng mà mới ra hết hoa rồi đấy. Cứ 25 ngày thì nó lại mình cắt nó lại ra hoa tiếp. Đó. Còn mọi người mua sam núi trái phôi thì cứ để kết bạn, có nhiều những cái sam núi trái cho mọi người chơi nhé. Đây có hết rồi, thôi hẹn là mọi người clip sau nhé. Mọi người nhớ đăng ký để nhận được video tiếp theo nhé.